Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử VTC News, mặt phía bên ngoài của ngôi nhà 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội sau vụ cháy tối qua, ngổn ngang gạch vỡ, lộn xộn, đồ vật cháy rụi gần như hoàn toàn. Trước đó khoảng 18h30 ngày 16 tháng 8, lửa bùng phát từ tầng 2 của quán bar tại số 67 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Chỉ trong ít phút, lửa bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh, khói đen bốc lên cao hàng chục mét khiến nhiều người dân lo lắng. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội điều gần 10 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa cứu hộ. Ghi nhận của phóng viên báo điện tử VTC News, khu vực xảy ra hỏa hoạn là một nhà hàng đang sửa chữa, rộng khoảng 500m², kinh doanh nhiều dịch vụ như bar, quán bia, cà phê. Địa điểm xảy ra cháy được làm toàn bộ bằng mái tôn kiên cố nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào bên trong dập lửa. Để tiếp cận đám cháy dễ dàng, cơ quan chức năng phải điều động cả máy xúc để phá tường, xung thang để tiếp cận các tầng trên của ngôi nhà. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nỗ lực phun nước để dập tắt đám cháy. Thời điểm xảy ra cháy, có 5 công nhân đang sửa chữa tại đây và đã kịp chạy thoát ra ngoài. Theo chia sẻ của một người dân sinh sống trên phố, vụ cháy có thể bắt nguồn từ việc các công nhân đang sửa chữa bên trong nhà do việc sửa chữa cải tạo sử dụng các vật liệu dễ cháy khiến cho ngọn lửa bùng phát mạnh, lan rộng ra xung quanh. Lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng chống cháy lan và tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy. Do đám cháy lớn, người dân đứng lại xem đông nên lực lượng chức năng phải tổ chức phân luồng giao thông. Đến 20h20, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Đến khoảng 21h40 cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại ở vị trí trần. Đến 22h07 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các đơn vị tiếp tục triển khai phun nước làm mát và dập tàn. Đến 23h, đám cháy được dập tắt, qua đó kịp thời ngăn chặn, không để cháy lan sang các nhà và công trình lân cận. Quá trình chữa cháy, một chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Ba Đình bị ngạt khói, được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.